Mặc dù chính phủ Mỹ đã quyết định lùi lệnh cấm Huawei trong 3 tháng, song các chuyên gia vẫn cho rằng thị trường smartphone toàn cầu sẽ có những thay đổi đáng kể trong thời gian tới. Các công ty công nghệ Mỹ sẽ vừa được vừa mất từ quyết định cứng rắn này của chính quyền Tổng thống Trump, tùy theo mức độ hợp tác và phụ thuộc lẫn nhau trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong năm 2018, các công ty công nghệ Mỹ đã thu về khoảng 11 tỷ đô la Mỹ từ việc bán các linh kiện và dịch vụ phần mềm cho Huawei. Tuy nhiên, con số này chắc chắn sẽ giảm trong năm nay sau khi Huawei bị đưa vào danh sách đen của Washington về việc cấm giao thương công nghệ với các công ty Mỹ trừ khi được chính phủ cho phép. Cụ thể, bên cạnh việc dừng cung cấp dịch vụ từ hệ điều hành Android, Google sẽ mất một khoản lợi nhuận từ hợp đồng quảng cáo trên các mẫu điện thoại của Huawei. Microsoft cũng bị ảnh hưởng không ít khi là đơn vị cung cấp hệ điều hành Windows mã mở cho nhiều mẫu máy của tập đoàn Trung Quốc. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, Apple có thể tận dụng thời điểm này để giành vị trí sản xuất smartphone lần thứ hai thế giới của Huawei. Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, Huawei đã bán được 59 triệu mẫu smartphone, vượt xa mức gần 23 triệu máy của trái táo cắn dở. Dù vậy, cũng có nhiều ý kiến quan ngại cho rằng vụ việc của Huawei chưa chắc đã là lợi thế của Apple khi có nhiều lời kêu gọi trên cộng đồng mạng Trung Quốc tẩy chay các sản phẩm của quả táo nhằm đáp trả lại vụ việc hiện nay.